Đầu video Kim Mai xin chào hết mọi người nha. Bữa nay tối nay mình nấu ăn chắc cũng đơn giản thôi chứ không có gì cầu kỳ hết, cho nên mình quay cho vui, cả nhà xem video thì cho vui, chứ mình nấu ăn cũng bình thường. Tối nay mình nấu ăn bình thường, mình không có làm cái gì cầu kỳ hết. Ăn cơm như mỗi ngày. Bây giờ mình ram thịt, mình kho thịt ha. Kho thịt hay ram thịt cũng được. Giờ mình nêm vô, mình nêm muối, đường, tiêu, nước mắm. Này bỏ cái gỗ làm đúng chuyện nha. Muối, đường, nước mắm. Đâu? Ăn bột ngọt thì nên bột ngọt. Bây giờ mình ram. Mai làm gì vậy? Ram thịt, kho thịt hay ram thịt gì đó. Có người kêu bằng ram, có người kêu bằng kho. Mà mình kêu bằng ram thịt. Ram sườn. Ram thì nó kẹo kẹo chút không? Ừ, ram sườn. Kho thì ram sườn mình ăn. Wow. Ram sườn. Mình hấp dẫn thế nha. Ram sườn rồi xào đậu. Lúc đó mình xào đậu, đậu không? Đậu mình có ở nhà, rồi, ở nhà kim trồng. Kim trồng. Đậu, đậu que, đậu đũa, đậu đũa, đậu đũa, đậu bắp. Mình có đậu gạo, mình mới thái hoài vô, đậu gạo, đậu bắp, đậu đũa. Đậu đồng nhiều quá cho nên mình không, mình bỏ xào chung luôn hả? Hay để nó dạ, sống. Xào luôn, anh muốn xào không? Xào mình để bỏ cái chén, có cái chén dưới đó. Mình có thịt ram dạ, vậy là mấy cái đang, đây. Giờ nhìn để quay để ba lên. Ok. Dạ. Khi bạn chín thì mình sống. Ok. Sống cũng ngon. Mình này biết sao? Nó mau. Đó, thịt của mình nè. Dạ. Nãy giờ chắc cũng làm 20 phút, khoảng 20 phút rồi. Ram sườn khoảng từ 20 phút rồi, nước. Nước nó sạch sạch là mình có thắng nước màu vô đây à. Trên nó hơi có hơi màu vàng vàng cho nó nhìn nó cho đẹp mắt lắm. Ừ, ăn cho nó dặn miệng. Muối, đường, bột ngọt, tiêu, nước mắm. Xong rồi mình xào, xong rồi mình ngồi lúc này mình xào bỏ lại cái này nha. Cạn nước, cạn nước là được rồi. Cả nhà xem video của gia đình mình cho vui, chứ không có gì. Nấu ăn cơm, cơm tối. Một ngày bình thường của gia đình. Món này món tiêu hả? Bánh thái vậy đó. Rồi. Gà mình trụng đó. Nha, cọng này nè. Cọng bự của tàu nó hay xào. Xào bạch thái, mình xào bạch thái. Cái bạch nó như này. Cô chủ nhà xem. Cọng bự, bạch bánh phở hả mà cọng bự. Hôm nay dùng bạch bánh phở luôn hả? Ừ, nó bánh phở đó. Cũng không cũng bóp cho nó mềm mềm mới được nha, chứ cái này sợ nó dai. Và cái kia bên kia giờ chưa chưa chạy đi đâu rồi đó à, chưa có nước sạch sạch nha. Dạ, có nước chống dao ăn cho anh đợi nha. Đó bây giờ mình wow, nhìn hấp dẫn hết hả. Giờ mình đổ ra. Sao mà đừng đổ vào hoài nha. Dạ, đổ mới quan trọng nữa chứ. Thức đổ vào hoài à. Be careful. Sao có hai người mà ăn cũng nhiều vậy. Nhà này lóng lúc luôn. Dư anh ấy dư, dư anh luôn.
Rồi, một món. Một món vô. Để chảo luôn, mình không lửa. Bỏ hành gì không? Cho mấy để mà để lấy cho. Wow, sườn ngon cả nha. Dạ, để lên đây không sao đâu. Một món. Tiêu rồi, giờ tiêu nữa, miếng tiêu nữa trên đây. Dạ, cầm miếng tiêu cho thơm, em để tiêu được. Cái cay rồi, cái ớt nữa hả? Dạ, bà chở vô. Cơm là mình xào đậu để đậu nhá. Dạ, đậu đổ chút. Mà làm tô sườn dạ. Dạ, bây giờ cái nước cơm này. Cái đó như đậu bắp chưa? Mày thấy thôi. Cứng hơn một phần trước. Phần lưỡi nó dài. Mới rửa xong. Phần lưỡi nó dài. Nó dài, có hơn xa. Dài, còn lại nó cũng hết dài. Đây khi là sao được ha? Hôm nay mình làm lễ vậy à? Mấy món rồi. Tối rồi, tối rồi. Tối rồi nữa mà mấy món luôn ta. Qua cái sườn này là mình hấp dẫn cả nhà. Cả nhà coi nhớ cho cái like, cái subscribe nha cả nhà. Mời cả nhà trước nha. Cảm ơn cả nhà theo dõi video của nhà mình, rất vui. Đó là mình lên nước tương. Nếu mà bạn nước tương thì nước mắm. Mày chia sẻ không? Mày biết cái gì mình chia sẻ cái này. Mình không dám chỉ. Mình chỉ chia sẻ cho các bà. Mày chơi vui. Mày làm hay ăn đoạn lễ. Bảo đảm làm giống như mình đi, bảo đảm ngon. Dạ. Nước tương lại cho nó tương, tương nước ngọt. Cục rau
rau rồi phải cho xanh, xào cũng phải cho xanh. Được quá, chúng ta cứ con cần dài 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 xào bò đây là xào bạc thái nha, xào bò bún nổi đó, bò bò mình ướp lên cái này nè, ở tờ sót, không chín luôn hả? Không chín luôn. Wow, bữa tối lẹ quá ta. Ngày về trễ mà cũng nhanh quá ta. Ngày làm cái ngày bận rộn về trễ nữa. Đẹp mà ngon mà, mai là ngon chứ. Cả nhà thấy không? Đó. Hai món này, ba món này là hấp dẫn nữa cả nhà. Thế là no bụng rồi đó. Có đây nhà ta đói cũng phải no nữa nha. Có đây nhà mình được mấy món nè. Giờ đi xào bạc thái. Bạc thái bỏ mấy giờ. Trời ơi, hơi bị nước nè. Đường.
đi lắm. Đường rồi. Nó sẽ sót ra một bài. Sót ra rồi, nó nếu mà đẹp, cho miếng nước tương vô này, sẽ đẹp thật là lỏng rồi. Rồi, thôi cho vô luôn đi. Thôi tự nhiên. Sống được cho nên mình cần phải chín ớt. Sống ngon. Chút có mấy trái gặp mặt sống. Ngoài cho mấy miếng tôm nữa, cho con mặn ngào vào cho. Rồi, bắt lửa. Đúng rồi. Xào lâu quá nó mềm, cho miếng cái bánh phở đi. Dạ là nói gì vậy? Ừ, xào gì mềm vậy? Thôi mà để đi nó mềm. Mềm đỡ hơn ít, mềm đỡ hơn cái dài, dài là khoan. Kim này, mềm quá Kim ăn không được, để mình ăn. Chứ sao không được, trời. Mềm quá nào, không được. Rồi. Quá là cái này. Rồi, quay gì? Cho miếng hạm luôn. Còn. Giờ này là về hủ tiếu. Mình đi cho cái nhà xem đi. Vài phút nữa đi chơi xong rồi mình đi dọn dẹp nha. Kim. Dạ. Nói lên. Rồi mình đi kêu điện nè. Dạ. Buổi tối có với nhà mình cả nhà. Được 3 món. Dạ. Cảm ơn cả nhà nhiều để làm video này có gia đình nhà mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của gia đình nhà mình nấu ăn tối nay nha. Yeah. Xin chúc một ngày, xin chúc cả nhà một ngày bình an. Ở cái gì? Cái gì mình đi rửa. Mình đi cho ok, cả nhà, cảm ơn cả nhà đã coi video. Nhà mình. Thôi cả nhà nhớ cho mình cái like, cái subscribe nha cả nhà. Để có động viên tụi mình có video mới. Để ra video mới cho cả nhà xem. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.